Vâng, xin chào bác đến kênh Chia Xe Đạp. Và bác giới thiệu bác một mẫu Chia Ke full carbon, dòng xe đua chuyên nghiệp dành cho các bác ưa thích dòng xe nổi trội với cái tông màu đỏ đen. Full carbon bác nhá, cấu hình full đồ tia gra, trục BBF. Và xe có tông màu đỏ đen full carbon, dòng xe Pro Racing Team. Và xe đây là mẫu đầu tiên về bên em. Và bây giờ xin đánh giá tổng thể chiếc xe. Và như các bác biết thì mẫu Chia Ke đến từ thương hiệu Mỹ, cũng là một dòng sản phẩm cao cấp đến từ dòng xe road đua bên em mới về. Pro Racing full carbon, biểu hiện biểu tượng hình chú báo. Pro Racing Team là dòng xe đua chuyên nghiệp. Tổng thể xe đánh giá là mới trên 95%, xe còn rất là mới. Thiết kế được bộ khung đúc liền khối của carbon rất là lạ mắt. Đây là mẫu đầu tiên về bên em, dành cho những bác ưa thích những dòng xe chuyên nghiệp, thể thao chuyên nghiệp. Nếu sơn rất là đẹp, xe đánh giá rất là nhẹ nhá, chỉ tầm trên dưới 8 cân thôi. Lông đen cổ phốt cũng là carbon đó nhá. Và xe có điểm nhấn màu vàng ở bộ ghi đông xe cho tạo hiệu ứng cho xe rất là nổi. Màu ba màu chủ đạo, màu vàng, màu đỏ, màu đen. Ghi đông hiệu của Freepit, một thương hiệu lớn, làm từ hợp kim alloy, hợp kim nhôm siêu nhẹ. Tay cuốn một cái cuốn chính hãng, còn rất là mới luôn, xe rất là ít sử dụng, đúng mà xe còn nguyên bản trong xe. Đây là mẫu dòng xe đua Chia Ke full carbon, model Pro Racing Team, biểu hiện hình chú báo. Thì như các biết thì chú báo là cái tốc độ về xe rất là chuyên nghiệp rồi. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Tia Gra. Bên tay trái em, mà bên tay phải em, bên tay lắc chính hãng của Tia Gra. Bên từng đĩa phanh Techo 735, càng có càng carbon. Dòng Chia Ke thương hiệu Pro Racing Team KF. Cắm lá hẹ, cắm dẹp cũng nhé, giúp cho lực đạp của xe chém gió tốt hơn. Và người sử dụng nâng cấp thêm với cái bộ vành chính hãng, vành của Chopic, vành của thương hiệu Pháp, vành đổ, lốp Maxim, Dento Dento, lốp hiệu cao cấp. Có thêm cho bạn tham khảo thêm kích thước lốp 700x23C. Xe sử dụng với bộ trục cao cấp, trục đúc BBF của Prowheel, đối với trục rỗng, giúp cho xe với cái lực đạp rất là tốt. Đặt đĩa chính hãng của Shimano Tia Gra, cọc yên liền khối của dòng Chia Ke. Nguyên bản theo xe rất là cao cấp. Yên Leopard, Leopard là biểu tượng hình chú báo, chú báo hoa mai. Đây, Leopard. Đây là mẫu xe dòng xe đua chuyên nghiệp, và nhiều bác thích ưa những cái dòng xe nhẹ mà cấu hình cao. Cụ đề chính hãng của Shimano Tia Gra. Xe trang bị 10 tầng lip, chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng trước sau và sử dụng với cặp Mayer của Chopic thương hiệu Pháp, lốp Maxim, Dento Dento, 700x23C. Với tông màu 3 màu chủ đạo rất nổi bật, dành cho những bác ưa thích dòng xe carbon. Mẫu Chia Ke đến từ thương hiệu Mỹ. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe em đo là size 48, thích hợp các bác dòng 1m6 đến trên 1m7. Ở đằng giữa khung có một cái vết hỗng. Trong đời mới, những dòng xe đời mới cao cấp có những dòng xe như vậy. Đó.
Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên líp. Xe sử dụng với phun cấu hình đồ Shimano TRR. Rồi xuống líp. Rất là mượt mà chân chu. Xe rất là nhẹ, mình nhả trên dưới 8 cân luôn. Xuống đĩa. Lên đĩa. Sử dụng với bộ đùi đĩa trục rỗng BBF đúc nguyên khối của Pro View, rất là cao cấp. Full carbon, mẫu chia ke Pro Racing Team KS. Vâng, và xe giá gốc tốt bên em là 12 triệu 800, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm liên hệ em qua Zalo 0975709943. Hoặc liên hệ em qua lên YouTube Tiệm Kiến Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai.